Vâng, xin kính chào quý khách hàng thân yêu đã trở lại với kênh YouTube Tâm Tâm Triệu. Hôm nay em coi quay và cập nhật hai bạn xe mới về luôn nha. Bây giờ mình sẽ quay tổng quan và chi tiết nhất ba bạn xe này cho quý khách hàng cùng xem nha. Bản đầu tiên là Kia Carnival máy dầu 2.2, bản Signature phiên bản đặc biệt nhất của nhà Carnival nha. Bản này thì phiên bản cao cấp nên trang bị đủ đồ nhiều khách. Đây, phần mặt trước là lai văn mũi hổ đặc trưng của Kia. Bản này bản 2022 nên là logo mới nhiều khách. Đây, logo Kia mới. Đặc biệt là bản xe này còn bảo hành chính hãng luôn nha, tại Kia Việt Nam. Ngoại thất thì nước sơn màu xanh. Sơn zin còn khoảng trên 95%. Bạn chủ xe đi rất là kỹ và đặc biệt bạn xe này chạy mới có 30.000 cây thôi nha khách. 30.000 cây, một cây số rất là ít luôn. Bản Signature thì trang bị rất là nhiều option nha. Mâm là mâm 19 nha. Kèm theo là bộ lốp Michelin cực kỳ cao cấp và đẳng cấp luôn. Bản Carnival này thì trang bị rất là nhiều radar nha và đặc biệt là có cam 360 luôn nha khách. Cực kỳ đẹp luôn nha. Và bây giờ mình sẽ quay chi tiết nha. Bản này bên mình đang hỗ trợ giá rất là tốt nha. Chỉ có 1.325.000 thôi. 1.325.000. Đó. Ngoại thất và nội thất nè. Đây, nội thất. Carnival thì trang bị bản full lo nha khách. Năng nha. Có hỗ trợ 4 chế độ lái. Đây, 4 chế độ lái nè. À, có thể đổi được các chế độ lái khác nhau nha khách. Full option, máy dầu thì đi cực kỳ tiết kiệm nha. Bạn chủ lên option rất là nhiều nha khách. Đây, bộ ghế da còn cực kỳ đẹp nha, không khác gì xe mới luôn nha. Đó. À, hàng ghế rất là đẹp. Đẹp từng chi tiết luôn nha khách. Đây, các phím bấm nè, bạn chủ này giữ gìn rất là kỹ, dán keo đầu nha, rất là kỹ luôn nha. Xung quanh xe luôn. Đây, Carnival Signature thì trang bị hai cửa sổ trời nè, hai cửa sổ trời toàn cảnh luôn nha, rất là đẹp. Hàng ghế phía sau nè, ghế thương gia nè. Đó, ghế thương gia có bệ tùy chân, massage và đặc biệt là chỉnh bằng điện hết nhau khách. Cộp mở bằng điện hết. Hàng ghế cực kỳ rộng rãi nha khách. Đây, các chi tiết xe nè còn rất là mới nha. Đây, mặt Kia đều đầy đủ hết nha. Bạn này thì bên mình có hỗ trợ trả góp nha. Quý khách hàng nào quan tâm thì bên mình sẽ hỗ trợ trả góp cho. Góp được tới 70% giá trị xe nha. 70% giá trị xe. Khách hàng chỉ cần bỏ ra khoảng 400 triệu thôi là bên mình hỗ trợ trả góp cho nha. 400 hoặc hơn 400 xíu thôi. Bạn nào đang tìm một bạn Carnival 2022 được bảo hành tại hãng hết nha. Bảo hành tới 100.000 cây nha khách. Xe chạy mới có hơn 30.000 xíu rồi. 30.000 xíu rồi. Vừa mới hết rô đai thôi nha. Đây, mình quay cái thân máy nè. Bên mình chưa rửa máy luôn nha. Chưa rửa máy luôn. Đó, máy móc nè. Nguyên ngẩn lắm. Cực kỳ đẹp luôn nha. 2022. Một mức giá. Máy dầu 2.2 bản Signature bên mình chào bán là 1.325.000 nha. Giá này bên mình có hỗ trợ thương lượng giúp đỉnh cho khách hàng nha. Bạn nào quan tâm qua trực tiếp thì Toyota Bình Triệu nha khách. Đó, cực kỳ đẹp luôn nha.
option lên đủ hết rồi nha. Và rồi, một bạn xe thứ hai trong tầm tiền giá rẻ đây. Giá rẻ nhưng mà vẫn hỗ trợ trả góp nha các bạn. Fortuner 2.7 máy xăng. Bạn này 2016. Cây số chạy rất là ít nha, chạy 70.000 cây. Ngoại hất thì màu trắng nha các bạn. Màu này thì bạn chủ đặt riêng trong hãng nha. Hai năm nha. Đây, vô lăng nguyên zin theo xe nè. Đó, vô lăng nguyên zin theo xe nè. Màn hình nè. Màn hình OLED RO luôn. 9.5 inch nha các. Điều hòa tự động, củ số nè. Đó. Rất là đẹp nha. Ghế da là nguyên zin 100%. Ghế da nè. Đó, nguyên zin 100% nha. Ghế tài có chỉnh điện nha khách. Ghế tài có chỉnh điện. Gương thì có gập điện nha. Chi tiết phim bấm nè, đó còn khá là đẹp nha. Bạn nào đang tìm một bạn xe loanh quanh tài chính nè, 500 nha. Bạn này mình bán là 570 triệu nha. Fortuner 2016 nha, rất là đẹp, chạy chuẩn 70.000 cây. Khách hàng có thể check tài hãng thoải mái nha. Đây, ghế nè, cái da còn rất là đẹp nha, cực kỳ liền luôn. Bạn này thì hỗ trợ trả góp được 2 năm, với khách hàng bỏ ra khoảng gần 300 nha. Gần 300 bên mình sẽ hỗ trợ trả góp cho quý khách hàng nha. Xe Fortuner 7 chỗ máy xăng, đi cực kỳ sang trọng luôn, 2016. Rồi, một bạn xe mà cực kỳ hiếm trên thị trường nha. Và khi mua mới á, bạn này còn mắc hơn cả Legender luôn. Fortuner máy dầu 2.8, số tự động 2 cầu. Số tự động 2 cầu nha các. Đây, xe 2 cầu thì có điểm gì khác với xe 1 cầu nha. Xe 2 cầu thì có đèn LED định vị nè. Đó, LED định vị nguyên bản luôn. Đèn gầm thì bạn chủ có lên một bộ bi gầm rồi. Đó, mà một bộ xi nhan phía dưới rất là đẹp nha, cực kỳ cao cấp luôn. Có tôi nâng máy dầu 2 cầu á, máy đi cực kỳ sướng nha. Khác một cầu rất nhiều nha các. Giá bên mình đang chào bán cho một bạn Fortuner máy dầu 2 cầu 2022 chạy 70.000 cây, 890 triệu nha các. 890 triệu và đặc biệt cái này màu trắng. Đẹp nha các. Vỏ thì bạn chủ rất là cưng xe nha. Vỏ thì hai cầu là vỏ 18 nha các. Mâm 18 luôn nè. Đó, mâm 18 luôn. Vỏ thì bạn chủ thay Michelin. Đây, vô lăng zin theo xe nè. Cực kỳ đẹp nha các. Cái chi tiết nút bấm nè. Đó. Rất là đẹp luôn. Màn hình nè, màn hình Android hết rồi nha, có cam 360. Đây, củ số, có gài cầu luôn nha các. Đây. H2, H4 nè, gài cầu nè. Cầu là bây giờ là cầu điện hết nha các. Có khóa V-Sai đầy đủ nha. Đó, ghế da nha, ghế da nguyên zin hết nha. Bạn này thì 2020 nên là hỗ trợ trả góp qua ngân hàng á thì được nha. Và hỗ trợ được khoảng 5 năm. 5 năm rất là dài nha các. Khách hàng bỏ ra khoảng 350. 350 là bên mình hỗ trợ trả góp nha. Các bạn hỏi hai cầu đi có hao không? Thì đây, hai cầu á, trung bình á, Toyota là dòng xe tiết kiệm xăng nha. Và tiết kiệm dầu luôn. Trung bình chỉ có 8.7 thôi, dành cho một bạn hai cầu rất là tốt luôn. Và đường ngoài đô thị là 7.2, còn đường trong đô thị là 1.4 nha, cực kỳ tốt luôn nha các. Hai cầu thì có cái nẹp inox này là nguyên zin nha. Đó, nẹp inox nguyên zin. Và mua mới rất là mắc nha các. Mua mới nhưng bạn hai cầu rất là mắc. Có trang bị cúp điện luôn nha. Có trang bị cúp điện luôn. Đó, các xe nè, cực kỳ đẹp nha. Các bạn là ở vùng vùng cao á mà đi xe này à, các bạn ở vùng xa thì xe này cực kỳ ok nha. Vì chi phí bảo hành, bảo dưỡng, vận hành rất là rẻ. Cực kỳ rẻ luôn nha. Và rất là lành nha. Fortuner 2020 máy dầu 2 cầu 2.8 nha, chạy 70.000 cây. Bên mình chào bán có 890 triệu à. Mức giá cực kỳ hợp lý và ưu đãi luôn nha. Có hỗ trợ trả góp vui ngân hàng. Rồi, mình vừa quay tổng quan ba bạn xe nè. Đó, có mặt tại Hiền Toyota.
Quý khách hàng có nhu cầu xem trực tiếp tới Hiền Toyota Bình Triệu nha, địa chỉ là 806 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, hoặc liên hệ qua số điện thoại 0901 777 888 hoặc là 0908 699 nha. Liên hệ anh Thọ hoặc cô Hiền nha. Và rồi, xin kính chúc quý khách hàng một ngày làm việc đạt nhiều thành công trong công việc. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.